cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa cát. Và cái dòng này là hiện tại bên cửa hàng bên con chỉ có một vài chậu để cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Tại vì cái cây này hiện tại bây giờ là nó không có hàng nhiều nha cô chú. Và cái dòng cát ngày hôm nay bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú mình, đây là một cái dòng cát đại, hoa to, cát xưa. Cô chú mình nhìn là cánh này là cánh tròn, hai cánh nó khít nhau rất là đẹp nha cô chú, hai cánh chồng lên nhau rất là đẹp. Và đây là cái dòng cát mắt Tây Ban Nha, mặt hoa rất là đẹp nha cô chú, hoa màu cam rất là đẹp luôn nè. Dòng này là dòng Tây Ban Nha chuẩn luôn á. Và cái dòng mắt Tây Ban Nha này thường là cái thân nó rất là đẹp cô chú, về là mình tưới nước xong mình lột ra nè, cái vỏ ngoài nè mình lột ra, cây nó sẽ sáng bóng rất là đẹp nha cô chú. Tại vì cái vỏ ngoài không thời gian còn lột luôn nè, thấy chưa? Tôi thấy con mới lột qua, nó bóng lượng rất là đẹp nè, về mình lột ra. Và hiện tại thì cái dòng mắt Tây Ban Nha này cái mầm đang lên rất là khỏe nha cô chú. Đây nè, một số cái mầm đang lên nè. Đó, rất là đẹp luôn. Và đang có một số cái cọng đầu là mình về là mình kích hoa Tết là vô tư của chú, tại vì đã bắt đầu nó đứng ngọn rồi. Dòng này là dòng mắt Tây Ban Nha và mã số là mã 1 nha cô chú. Còn chỉ có một vài chậu cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Giá tiền của chậu này còn bán ra là 300 nghìn cho mã số 1. Đây là dòng mắt Tây Ban Nha. Cọng đầu đang chuẩn bị xuống rễ luôn rồi nha cô chú. Đó. Mã số 1 giá 300. Đây là dòng mắt Tây Ban Nha nè. Mã 1 300 nghìn, mắt Tây Ban Nha. Rất là đẹp. Tiếp tục đây là chậu cát mắt Tây Ban Nha, mã số là mã số 2. Nói chung là cây bên con là bụi lùm nha cô chú. Và có một số cái cọng mà cọng đầu tiên á là lá nó có hơi bị héo héo thì nè cô chú. Tại vì đó là cọng đầu rồi nên không quan trọng nữa, mình về mình lặt cái lá này bỏ luôn nó cũng không sao. Bản lá rất là đẹp nha cô chú, cây này bản lá to rất là đẹp. Và mã số con bán ra đó là mã 2 và con bán đồng giá là 300 nghìn một chậu luôn để các cô chú mình về sưu tầm. Tại vì chỉ còn một vài chậu thôi nha cô chú. Mắt Tây Ban Nha, hàng này là hàng chuẩn hoa luôn cô chú. Về mình tưới nước xong mình chọn tí cho thấm cho thân mình lột ra là rất là dễ. Mắt Tây Ban Nha mã số 2 còn bán ra với giá tiền là 300 nghìn, kích thước là tầm khoảng hơn 30 nha cô chú. Mắt Tây Ban Nha mã số là mã số 2 giá 300. Tiếp tục cái giò mắt Tây Ban Nha này chú, tuy là cái thân nó không có to cao bằng cái thân khác nhưng mà thân nó đều nhau rất là đều. Cái này mình về có thể là mình để cho khủng là mình trồng, hoặc là có thể mình tách hướng là mình trồng nha cô chú. Nếu mà để cho khủng thì nó sẽ dễ hoa hơn. Mắt Tây Ban Nha này là rất là chuẩn hoa nha cô chú, hàng này là 100% là chuẩn hoa. Để các cô chú mình yêu thích dòng này mình cứ nhanh tay về sưu tầm thôi, không có ngại gì hết trơn á. Rất là đẹp. Một số cọng đầu nào cô chú nhìn không? Bản lá căng mướt này rất là đã nha cô chú, mắt Tây Ban Nha. Và coi chỉ có 5 chậu thôi. Đây là chậu mã số 3 nè. Hàng này đều là hàng thuần chậu hết nha cô chú. Mắt Tây Ban Nha mã 3. Kích thước hiện tại từ gốc tới đầu lá là khoảng cỡ 25. Giá tiền còn bán ra đó là 300 nghìn cho nguyên cái giò này cô chú, mắt Tây Ban Nha. Hàng này đã thuần chậu rồi, nguyên giò luôn, chỉ với giá tiền là 300 thôi, mã số 3. Đây cũng là một cái dòng cát xưa nên hiện tại bây giờ cô chú mình kiếm thì cũng rất là khó, không có nhiều hàng nữa nha cô chú. Đó, rễ ra rất là đã luôn cô chú, rất là khỏe. Hàng này thuần chậu hết rồi. Mắt Tây Ban Nha, một số cái lá như vậy nó không được đẹp, về mình cắt bỏ bình thường tại vì nó là một số cái cọng đầu của cô chú, cọng đuôi á nên nó không có được đẹp nữa. Đó. Mắt Tây Ban Nha đã xuống rễ thuần chậu rồi. Và giá bán ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 300 nghìn luôn. Con bán đồng giá cho các cô chú mình về sưu tầm luôn, không lên giá luôn á. Bụi lúc trước là bụi nhỏ con bán 300 nhưng mà bụi bự con vẫn bán 300 bình thường nha cô chú. Còn không có lên giá. À, rễ ra út nút rồi cô chú. Mã số 4 giá tiền là 300 nghìn, mắt Tây Ban Nha rất là nhiều thân. Nguyên giò luôn. 300.